미친놈. Thông thường khi xem phim cổ trang, đặc biệt là những bộ phim có đề tài lịch sử, mọi người sẽ thấy có cảnh hành quyết tại pháp trường bằng phương thức chém đầu. Tại pháp trường, các đao phủ sẽ vô cùng lạnh lùng, vác trên vai cây đao lớn. Khi phán quan hô chém, họ sẽ hành động như một cái máy, giơ đao chém xuống, kết thúc hình phạt. Thực tế, nghề đao phủ có nhiều góc khuất, có nhiều bí mật. Một trong những bí mật của đao phủ đó là họ không bao giờ mài đao. Cho dù đao có mòn, có cùn đi, họ cũng sẽ không chịu mài. Vì sao? Có vài nguyên nhân sau, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Đối với đao phủ mà nói, chiếc đại đao dùng để thực thi hình phạt chém đầu không phải là chiếc đao bình thường. Theo quan niệm của họ, những vong hồn chết dưới đao nhiều vô số, trong đó có cả những vong hồn oan khuất bị xử án sai, những vong hồn này chết không siêu thoát. Oán giận ngập trời, quanh quẩn ở pháp trường, tụ vào trong đao. Vì vậy, chiếc đao này vô cùng xui xẻo, xúi quẩy. Mài đao vốn là để đao thêm sắc. Đao thêm sắc thì chỉ càng chém nhiều người hơn. Thế cho nên, hành động mài đao cho sắc bị coi là hành động trợ ác tích tà, khiến tội nghiệp thêm nặng. Tất cả những người làm nghề đao phủ đều truyền tai nhau, tuyệt đối không được mài đao, vì như thế là tiếp tay làm việc ác, tăng thêm nghiệp cho mình. Ngay cả khi nhận được chỉ thị mài đao, những đao phủ này cũng sẽ lơ đi, cho nhiều tiền hơn nữa, họ cũng không dám làm. Căn bản đối với họ, chiếc đại đao xử trảm phạm nhân không phải chiếc đao bình thường mà là một hung khí đích thực, đã nhiễm máu của vô số người, bám vào vô số hồn phách, mài đao sẽ gặp phải vận rủi liên miên, có thể mất mạng. Theo số liệu thống kê năm 2018, số cửa hàng của Starbucks trên thế giới đã vượt con số 28.000, có mặt ở 76 quốc gia. Có thể nói, thương hiệu cà phê từ Mỹ đã tạo ra hẳn một đế chế khủng khiếp trên phạm vi toàn thế giới. Không phải ở đâu Starbucks cũng thành công, thậm chí có những nơi họ phải tủi hổ rút lui không kèn không trống. Nhưng ở các thị trường họ có thể trụ lại được thì doanh số luôn ở mức cao chót vót, cùng với đó là một lượng khách hàng trung thành không hề nhỏ. Bí quyết đằng sau sự thành công của Starbucks là gì? Là chiến lược kinh doanh, là dòng tiền đầu tư khủng và đặc biệt là những mánh khóe tâm lý mà họ đã áp dụng trên từng cửa hàng để thu hút người tiêu dùng. Kiểm soát số lượng khách nhờ nội thất lạ. Với chuỗi cà phê như Starbucks thì điều quan trọng không phải việc cửa hàng có kính khách hay không mà là lượt khách ra vào mỗi ngày. Bởi vậy, những chiếc ghế trong cửa hàng thường rất kém thoải mái, cứng, không có tựa, đồng thời pass wifi cũng chỉ khả dụng trong vòng 30 phút. Tất cả là để bạn nhanh chóng giải quyết món uống của mình và rời đi, nhường chỗ cho khách hàng khác. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều này nếu đến các cửa hàng Starbucks đặt tại những con phố đông đúc. Còn các cửa hàng ở nơi vắng vẻ thì khác, họ sẽ tập trung vào trải nghiệm cho từng khách hàng, nên bàn ghế và cách trang trí cũng tốt hơn. Ngoài ra, các máy pha cà phê của Starbucks cũng không có cái nào quá cao để tránh che lấp người pha chế. Starbucks muốn khách hàng cảm nhận được sự kết nối khi được nhìn thấy người phục vụ cho mình là ai. Mánh marketing kinh điển, hiệu ứng đám đông. Trong tâm lý học, có một khái niệm mang tên nỗi sợ bị bỏ lỡ, viết tắt là FOMO. Nó xảy ra khi khách hàng cảm thấy mình có thể bỏ lỡ một món hời, một đợt giảm giá để rồi xuất tiền ra trong tình huống không thực sự cần thiết. Starbucks đã vận dụng chính hiệu ứng này. Họ tạo ra những món uống được gắn nhãn độc quyền theo từng sự kiện. Chẳng hạn như năm 2017, họ đưa ra món uống Zombie Frappuccino dành riêng cho lễ hội Ma Halloween. Với FOMO, khách hàng như bị thuyết phục rằng nếu họ không thử uống thì chỉ một tuần sau là hết cơ hội. Cứ như vậy, Starbucks có được những khoản thu khổng lồ. Nghệ thuật ánh đèn, bạn có thể chi tiền cho những thứ mình không thực sự muốn. Cách bố trí đèn trong các cửa hàng Starbucks cũng đã được tính toán. Bạn sẽ thấy khu tính tiền hơi lố một chút, trong khi tủ kính đựng bánh hay đồ ăn thì sáng rực rỡ để thu hút sự chú ý của khách hàng.
Tâm lý học cho thấy khách hàng có phản ứng tích cực với những vật sáng và rõ ràng, khiến họ dễ xuất tiền chi trả hơn. Hương cà phê rất đậm và nó cũng khiến bạn chi đậm. Mỗi ngày, Starbucks rang rất nhiều cà phê và trong thời gian cũng rất lâu. Đây là cách rang xay của người Ý, phù hợp với những ly espresso mạnh và đậm vị nhất. Cà phê càng đậm thì càng đắng, nhưng không phải ai cũng uống được. Những người không uống được vì thế sẽ chuyển sang mua frappuccino hoặc latte, những món uống đắt tiền hơn. Đó là cách mà Starbucks hướng khách hàng sang những sản phẩm đắt tiền với lợi nhuận cao. Vị trí quầy thu ngân khiến bạn ngại rời đi. Với những cửa hàng ở nơi vắng khách, họ sẽ chú trọng vào trải nghiệm, muốn níu giữ khách hàng lâu hơn để làm tăng khả năng mua tiếp đồ uống. Vì thế, họ sử dụng một mánh khóe từ các cửa hàng bán quần áo, đó là đặt quầy thu ngân ở cuối hàng cà phê. Muốn đến đó, bạn sẽ phải bước qua những chiếc bàn được trang trí đẹp hơn, những chiếc ghế nhìn hết sức thoải mái và quyết định ngồi lại rồi chi tiền. Tạo ra vẻ hào nhoáng cho tầng lớp sang chảnh. Starbucks định hướng thương hiệu của mình ở mức cao cấp, dành cho những người có thu nhập tầm trung. Nghĩa là khách hàng của họ sẵn sàng chi một khoản tiền không nhỏ cho những thứ bình thường như cà phê, bánh ngọt, cốc uống nước. Trong marketing, có hẳn một thuật ngữ mang tên hiệu ứng Starbucks, ám chỉ việc một công ty tạo dựng hình ảnh ở phân khúc cao cấp để nâng giá bán cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, Starbucks còn khiến khách hàng cảm thấy mình được thơm lây khi dùng đồ của Starbucks, nên họ sẵn sàng chi tiền mà không có bất kỳ thái độ tiêu cực nào. Hình ảnh đi vào thường nhật. Starbucks chi rất mạnh tay cho quảng cáo, lên tới 260 triệu USD riêng trong năm 2018. Tất cả là để gia tăng lượng khách hàng trung thành và khiến cái tên Starbucks ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Giờ đây nhắc đến cà phê là phải nghĩ đến Starbucks, không thể khác được. Bằng chứng cho câu chuyện này có thể kể đến phần cuối của series phim Game of Thrones vừa qua. Tập 4 mùa cuối đã tiết kiệm cho Starbucks ít nhất là vài triệu đô tiền quảng cáo và đến 2 tỷ đô lợi nhuận, mà tất cả lại đến từ một sai lầm của đoàn làm phim. Trong một phân cảnh, đoàn làm phim đã bỏ sót một ly cà phê trên bàn tiệc theo phong cách thời Trung Cổ. Vấn đề là ở chỗ, ai cũng nghĩ ly cà phê đó là của Starbucks, mặc cho đoàn làm phim giải thích đó là một hãng cà phê khác.